Chuyển sang tin thể thao, hôm nay giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 đã bước sang ngày thi đấu thứ 3. Ở trận đầu tiên trong ngày, câu lạc bộ NEC Red Rocket Nhật Bản với đội hình đồng đều và chiến thuật hợp lý đã có chiến thắng thứ 2 tại giải năm nay. Bước vào trận đấu thứ 2 ở giải năm nay, trong khi câu lạc bộ NEC Red Rocket Nhật Bản đã có một trận thắng, thì Phúc Kiến Trung Quốc vẫn đang nỗ lực đi tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Với quyết tâm đó, hai đội chủ động nhập cuộc và thăm dò lối chơi ở set đầu tiên. Nhưng với lối chơi biến hóa hơn, câu lạc bộ NEC Red Rocket của Nhật Bản đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 với tỷ số các set là 25-18, 25-16 và 25-20. Và lúc này trận đấu thứ hai giữa hai đội Australia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang diễn ra. Sau đó là vào lúc 19 giờ, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp câu lạc bộ Antei Kazakhstan. Kết quả hai trận đấu này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong bản tin Sáng Phương Nam ngày mai.